Rồi, chào anh em đã quay trở lại với kênh của cửa hàng Phú Hương ha. Trước mặt anh em đây là một cái lô 16 cái máy cắt cỏ của ngày 8 tháng 10 năm 2018 ha. Thì trong cái lô hôm nay sẽ có những cái con giá hời ha. Anh em nào mà muốn kiếm máy giá rẻ giá hời thì trong cái lô hôm nay là có ví dụ như cái con số 5 này là Mitsubishi TL23 2 triệu thôi, ở đâu được cái giá rẻ hơn được ha. Rồi ví dụ như một cái con TU26 mà giá chỉ có 1.950.000 thôi, tại sao lại như vậy, lắp rời luôn thì anh em cùng xem ha. Rồi ngoài ra thì trong cái lô này thì chỉ có hai cái con là tay ga bóp thôi, một con tay ga bóp chính hãng xịn sò luôn là TB26 đó. Thì đây là tay ga bóp, anh em nào mà muốn mua thì xả lại cái khúc mà em nói con 14 rồi chốt nhanh ha. Rồi một cái con nữa là cái con số 8 nha, thì tay ga bóp. Rồi ngoài ra toàn bộ còn lại là tay ga giữ hết ha. Đấy, rồi em quay sơ qua một vòng cho anh em xem ha. Trắng cỏ zin, trắng cỏ mà hai mới thì nó cũng lộn xộn ở trong này đó, nguyên cái vàng trắng cỏ, cái nào mà trắng cỏ mà màu đen đó mà có cái miếng bát mà màu vàng lên đây là trắng cỏ hai mới, còn lại là trắng cỏ đó là trắng cỏ zin. Ví dụ như mấy cái trắng cỏ khác cái màu đen là trắng cỏ zin đó ha. Rồi mấy cái đây là nguyên cái vàng di đông đó, lá thì rất là đẹp, rất là ok. Thì bữa nay tính lên luôn là lên lô cưa luôn đó, lên lô cưa luôn nhưng mà làm kẹp anh em ơi, rồi không có hơi mà làm luôn. Ở đây mới kiểm tra đồ này kia được mấy con này nè đó, thì anh em coi sơ qua nhá hàng cái ha. Thì anh em coi sơ qua, anh em cứ đợi đi, em lên em giao cái lô cắt cỏ này xong rồi em sẽ lên cái lô cưa giao cho anh em nha. Đây là cái lô mới về đang làm, còn cái lô ở trong nhà đó, trong kho đó là cái lô đã làm nổ rồi kia rồi, chỉ còn đợi mấy ngày nó sắp nhập vô nữa là ok ha. Rồi thì trong cái lô hôm nay nó sẽ giá nó sẽ dao động trong khoảng từ 1.500.000 ha, cho tới để đó đi anh em, chúng mình là cho tới cái con 16 thì là 3.300.000 ha, từ 1.500.000 tới 3.300.000, như vậy là từ 1.500.000 3.300.000 là giá gấp đôi lần ha. Thì trong đó nó sẽ biến động, nó dao động trong khoảng 3.300.000 đổ lại tới 1.500.000. Rồi rồi em quay nhanh cho anh em để anh em chốt lựa, rồi có gì chút xíu em còn làm mấy cái máy cưa đó, làm để mai mốt gì lên bữa nay thì cũng được, nhưng mà lên rồi xong anh em vừa chốt cưa vừa chốt cắt cỏ xong rồi bị điên nên là làm không nổi ha. Rồi đầu tiên số 1 với số 2 là hai cái con này là giá hời nữa nè anh em ơi ha. Một cái con là Rubin hộp, một cái con là Makita xanh, Makita mà vú bơm bự luôn đó, le đỏ luôn nè, chế le đỏ vú bơm bự nè đó. Một cái con là 25cc, một cái con là 26cc mà giá chỉ có 1.500.000 thôi. Thì hai con này là hai cái con mà giá rẻ nhất trong cái lô này và giá hời nhất mà cái công suất là cao nhất ha. Không ở xin lỗi, không phải là cao nhất mà nó là cái công suất mà cỡ chung, cỡ tầm trung, tức là cái con 25 với 26 này là nó tương đương với Mitsubishi TL26 đó nè ha. TL26 thì anh em biết là ví dụ như cái loại vàng mà TB26 trên kia là người ta từ giá là từ 2.500.000 tới đấy 2.700.000, mà cái con này nó chỉ có 1.500.000 thôi mà cái công suất nó vẫn lớn. Thì như vậy thì ở đây nó muốn nói tới anh em điều gì đó là mua máy của Phú Hương thì nó cái công suất nó không có quan trọng, nó quan trọng là cái độ mới của cái máy, nó quyết định cái giá nhiều hơn là cái công suất, là công suất lớn công suất nhỏ, rồi cái sau đó là cái về cái độ mới, sau đó mới tới là cái hương hiệu, rồi mới tới công suất, thì cái giá nó sẽ theo cái trình tự đó ha. Còn những tiệm khác nó bán nó tính theo cái hiệu hoặc là nó tính theo công suất sau đó, thì cái đó là tùy người ta, tại vì mỗi một cái tiệm có cái gu kinh doanh riêng. Cái gu bên em là cái gu mua máy đẹp, máy tuyển, máy nào đẹp em mới mua ha. Rồi thì hai cái con này thì nhìn chung á thì nó không quá đẹp, nhưng mà ở cái mức là mình có thể chấp nhận xài ok được ha. Đó, nó không quá tệ nha, nhưng mà nó không tới mức độ mà quá đẹp như cái dạng từ từ lên đây á, thì nó không có đạt tới mức độ đó, không tới mức độ gọi là hoa hậu, nhưng mà nó cũng cái dạng là gọi là hot girl rồi ha. Đấy, cái dạng mà gọi là xài được rồi, giờ dở nhà rồi ha. Đấy đó, quay trước cho anh em xem cái con này gọi là Rubin hộp ha, tại vì nó thiết kế theo cái dạng hộp anh em ha. Đó, nó làm kính bích bùng hết trơn á, thì cái con này cũng có bán rất là nhiều rồi anh em, mà kiếm cái máy cắt cỏ mà giá rẻ mà công suất cao đó, nòng nó cỡ 25cc rồi, cái nòng nó gần khoảng 34 ly rồi, đâu phải chơi đâu. Rồi cái con bên đây là cái nó tới 26cc luôn nè, mà chỉ có 2.500.000 thôi. Thì có rất là nhiều anh em ít tiền đó thì muốn kiếm cái máy mà khoảng 26cc đó mà không phải là máy Trung Quốc đó, thì hốt hai con này là rất là ok luôn đó, chạy rất là đảm bảo anh em. Một con là Rubin, một con Makita hương hiệu quá nổi tiếng rồi, còn gì nữa đâu lo đúng không. Đấy, mà cái con bên đây là xịn sò nhất đó, là nó khi xài là xài vú bơm bự, rồi nó xài cái le đỏ ấn vô nữa ha. Đó
Còn con bên đây là cũng thứ dữ nè, chứ không phải chơi đâu, chế quanh rồ nữa nè, nó. Rồi con này thì cái lắp của nó là xài cái lắp nhám đen ha. Còn bên đây thì là xài cái lắp lắp Makita, lắp bình thường thôi. Nè, 262 ha. Đó, con đây là Rubin. Rồi. Hai con này trắng cỏ hay mới, trắng cỏ thì nó không quan trọng gì đâu anh em ơi ha. Rồi, dưới lại hai con này thì cái hai ghi đông nó hay mới nha anh em, hai ghi đông nó hay mới. À, nhưng mà gây đông loại tốt chứ không phải chơi ha. Nói chung hai cái con này trong tầm giá so với Mitsubishi tên là 26 thì nó quá rẻ rồi. Anh em chơi là ngon. Đó. Quay cho anh em nè, nè có cái chân bảo vệ luôn. Con này có không? Con này có cái chân luôn nha anh em. Nó có cái chân nó bảo vệ cái bình xăng kê lên ha. Rồi. Qua hai con giá rẻ mà công suất không hề nhỏ nha anh em. Ha, công suất là tới 25 26cc nồng cỡ 34 ly không đó. Rồi kế tiếp là một cái con này là Mitsubishi ha, Mitsubishi TM24. Thì con này là lắp rời nha anh em. Con này mà anh em nào mà kiếm hổm gà kiếm em hơi nhiều đó, kiếm lắp rời để gắn vô bình xịt xịt thuốc sâu đồ này kia đó, tức là có 2 trong 1 đó. Anh em nào mà có cái nhu cầu mà 2 trong 1 đó, vừa cắt cỏ rồi tháo đầu máy ra gắn vô xịt thuốc sâu đó, anh em mua cái máy xịt thuốc sâu mà của Trung Quốc đó, anh em về bỏ cái đầu ra mình gắn cái đầu Nhật này vô nè, chạy nó rất là ít hao xăng, nó dễ nổ mà ít hao xăng đó, chứ mấy thằng Trung Quốc thì nó không làm được điều đó ha. Rồi thì cái con số 3 với số 4 này đó là hai cái con này là lắp rời. Thì lắp rời cái cách nhận biết nó cũng dễ nè, ở đây là một cái con lắp liền nè anh em, lấy lắp liền thì ở đây nó có không có con ốc, còn lắp rời thì nó sẽ có 4 con ốc vuông ha, 4 con ốc 4 cạnh này. Thì khi mà mình tháo 4 ốc này ra thì nó lộ ra cái bố bên trong, còn cái bố ở đây thì nó cũng có cái bố nhưng mà cái bố nó dạng liền. Và muốn mở cái lắp ra thì rút cái phe ở đây, rút cái cây ra, còn này là khi mà rút ra thì nó có nguyên cái tâm này luôn thì gọi là lắp rời. Thì trong cái lô này, trong cái phân khúc ở đây thì nó có hai cái con số 3 với số 4 này là lắp rời nè. Rồi con số 8 lắp rời nè. Số 14 lắp rời nè. Và số 15 lắp rời. Đó, còn nhiêu là lắp liền hết anh em ha. Còn nếu mà anh em nào mà mua máy mà để cắt cỏ thôi đó, không có cần mà quan tâm rời hay liền, không có cần phải háo ra gắn bình xịt đồ này kia đó, thì anh em lấy cái lắp liền, đó, xài nó gọn hơn ha. Nó gọn hơn khi mà mình đưa vô cái eo của mình á, thì cái này nó bo vô cái eo mình dễ hơn là cái này nếu mà bo vô thì nhiều khi nó góc cạnh nó hơi cắn. Rồi. Thì cái con TM24 này nó ưu điểm nó là gì? Ưu điểm của nó là nó dạng bánh đà ha. Tức là nó có một cái ở trước là cái cánh gió trước, rồi phía sợ chỗ mà cái chụp giật này nó có thêm cái cục bánh đà nè. Thì khi vậy chạy nó có cái độ dục lắm anh em. Nó có cái độ dục giống như máy dầu mình vậy đó. Thì khi mà máy chạy thì nó sẽ tạo ra một cái đều đều, nó có cái quán tính á. Nó chạy rất là đều máy đó. Rồi khi mà đưa vô tải thì nó cũng không có bị lì đi, tại vì nó có bánh đà mà nó có quán tính, nó dục cái độ dục của nó. Thì cái con này nó hay ở chỗ là chỗ đó, thì khi mà mình nhìn cái này thì nó sẽ như thế nào. Cái này thì khi mà anh em mà gắn vô bình xịt á thì anh em xịt nó rất là đều máy, cái lượng mà xương mình chạy ra nó không có cà giật như mấy cái máy mà không có cái bánh đà. Còn cái hàng này bánh đà nó gị lại, cái lượng xương phun ra lúc nào khi mà mình lên ga giảm ga cái lượng xương lúc nào cũng đều hơn. Thì đó là cái ưu điểm của thằng TM24 này. Và là máy nó là máy Mitsubishi cắt cỏ, mà Mitsubishi là cái dòng quá nổi tiếng, quá dữ rồi đó. Mà cái con này là chỉ có 1,8 triệu thôi mà lắp rời nữa ha. Rồi trắng cỏ zin luôn nha nè, rồi ghi đông zin luôn. Cái ghi đông của thằng này rất là cao ráo ha đó. Ghi đông nó không có bự cái bề ngang nhưng mà nó cao ở chiều cao đó. Cái ghi đông nó anh em nhìn ha, khác không? Nó không bự cái bề ngang nhưng mà nó to ở chiều cao ha. Rồi rất là đẹp nha, 1,8 triệu thôi nè anh em, 1,8 triệu là anh em đã sở hữu được một cái máy Mitsubishi. À, đặc biệt con này là cái trắng cỏ, nó trắng cỏ zin luôn, trắng cỏ màu cam, quá đẹp ha. Đó, 1,8 triệu. Kế tiếp là một cái con Maru. Con Maru này là Maru 23. Con này thì 23cc. Maru 23. Nằm con này khá là chắc luôn. Nằm rất là đẹp. Đó, nằm vô. Con này 23. Đó, chế nữa nè, cái chế rất là đẹp nữa nè. Chế nữa là chế quanh rồ. Đó, máy vàng nha nè, máy vàng. Bữa nay cái điện thoại bữa nay quay bằng cái iPhone 7, cái điện thoại cái XS đưa cho vợ chốt máy rồi, vợ nghe rồi, nên là có thể là chất lượng của nó không có bằng cái mấy cái video lớp thông thường, anh em thông cảm ha. Cái này quay bằng cái 7 lút rồi. Rồi đây là con số 4 giá 1,9 triệu nha. Con này là Maru. Thì Maru này thì nó có ưu điểm là nó bền nhẹ và ít hao xăng. Thì trong cái dòng máy cắt cỏ thì không có cái hàng nào mà trong cùng cái phân khúc cùng một cái công suất mà nhẹ, thì chỉ có hàng Maru là đứng đầu ha. Maru là đứng đầu về độ bền, độ nhẹ đó.
Thằng Mitsu thì có thể là nó ngon, cái thương hiệu nó cao cấp hơn, nhưng mà nếu mà đo so về cái đồ nhẹ thì không thể vượt mặt cái anh Maru được ha. Anh Maru rất là dữ, ảnh thiết kế mấy cái chất liệu mà làm cái lên cái máy á, thì chất liệu của nó làm nó làm ra nó rất là nhẹ cái máy. Rồi con này là nồng đẹp nè, lóc đẹp nè, cái chế hòa khí đẹp nè, cây láp cũng đẹp luôn, cái tum cũng đẹp luôn, con ốc cũng đẹp luôn, mà màu vàng luôn, màu này cũng rất là phong thủy ha, màu này khá là phong thủy luôn cho anh em ha. Đó, BC23A luôn nè, trắng cỏ nè, trắng cỏ hai mới ha. Đó, trắng cỏ này, trắng cỏ hai mới. Rồi 1.9 triệu nha anh em ha. Rồi kế tiếp là con số 5, cái con này là một cái con giá hời nè. Anh em đợi chút, rút cục sạc ra cho nó gọn. Con số 5 này là một cái con giá hời nè anh em. Cái con số 5 với cái con số 6 này nó trên nhau 300.000. 300.000 nha anh em. Nhưng mà anh em coi nè, nó cùng là lắp liền, cùng là một ni lông, một tay cầm, cùng công suất, cùng Mitsubishi ha, cùng là con Mitsubishi luôn. Nhưng mà tại sao mà giá nó trên nhau tới 300.000? Thì nó trên nhau về cái độ đẹp anh em. Em mua là cái nè anh em, tới cái ghi đông của nó cái tình cần ga của nó cũng không có quá nhiều khác biệt. Nhưng mà cái con này công tắc nó nằm ở đây nha. Còn công tắc trong cái con này nó dời về đây. Đó. Nè cho anh em coi. Hai con cùng là Mitsubishi TL23. Nhưng mà một con chỉ có 2 triệu, một con là 2.3 triệu. Hai con này không phải là cái con số 6 này nó nổ ngon hơn, cái máy cái hơi nó mạnh hơn mà nó mắc hơn 300.000. Không phải cái con này, cái nằm cái con số 5 này không phải là cái hơi nó kém hơn mà giá nó rẻ hơn, không phải vậy ha. Hai máy bên em đều đã test là nó nổ, cái độ chắc của máy là hoàn toàn như nhau, nhưng mà nó khác nhau ở chỗ á, là cái con số 5 này á thì nó xấu hơn ha. Phải gọi là nó xấu hơn ha, xấu hơn thì mua giá nó rẻ hơn thì mình giao cho anh em giá rẻ hơn. Còn anh em nào mà muốn tên là 23 mà giá nó mà máy nó đẹp á thì anh em bù thêm giùm em 300.000, anh em lấy cái con số này là 2.3 triệu. Đó, hai con nó hoàn toàn gần như là giống nhau đây anh em. Đó, thì em quay cho anh em vậy. Con này nó rẻ vậy chứ nó lại có cái xịn sò ở chỗ là nó có cái van xả bích tông nữa nè. Còn con này thì nó đặc thù của nó không có ha. Đó, cái con này thì cái lốc nó đây nè, lốc nó nè, lốc made in Japan đó, thì nó có cái đế bảo vệ bình xăng ha. Đó, con này nó xấu ở chỗ là nó xấu như thế này nè, nó hơi sần sần thôi chứ nó cũng không phải là xấu gì nhiều so với con số 6 thôi, chứ còn mà ảnh nằm mình nên thì ảnh cũng không có tới nổi đâu nè. Tên là 23 nè anh em. Đó, con này khá là đẹp ha, nhưng mà nếu mà so với con số 6 thì nó không bằng. Đó, mà cái con mà tên là Mitsubishi mà tên là 23 mà anh em kiếm mà cái giá mà trong khoảng 2 triệu đổ lại mà máy được đẹp chắc gì là quá ngon rồi nè, mà một tay cầm nó rất là gọn luôn ha. Còn cái con số 6 này nè, em quay soi cho anh em. Thứ nhất là về cái tem bọng là bình xăng con này kia nó ngon nè. Thứ hai nữa là cái cánh gió phụ của nó đây còn nữa nè, cái lốc nó đẹp mà cái cánh gió phụ đây nó còn nữa nè. Đó, đó. Nè, em xây sở cho anh em coi ha. Đó, với lại cái máy nó đẹp đó, cái phần máy của nó đẹp. Còn cái con kia nó sần hơn. Còn đây là cái màu nào ra màu đó liền lạc ha. Rồi cái ghi đông ở trên này luôn, nó bật tắt ở đây luôn. Đó, nói chung cái hai con này là nó y hệt nhau, cùng là tên là 23 hết luôn á nè. Nè, U230 nè, cái này là VL230 nè. Đều là KZ hết, KZ ha. KZ là một cái thương hiệu của tập đoàn Mitsubishi rồi. Đó. Mà cái con này thì xịn sò thêm cái nữa là nó có cái van xả bê tông, bởi vì ngay từ đầu clip em nói cái con số 5 này là giá hời là có thiệt, đúng không? Đó là cái con số 5 này nè. Còn con số 6 này thì cái màu chắc nó đặc trưng hơn. Nói chung là nó ăn tiền hơn là phần dàn áo này nè, với lại cái phần công tắc nó nằm kết hợp ngay đó luôn. Chứ còn mà phần lắp đi, đây em quay cho anh em xem phần lắp thì nó cũng không có gì quá nhiều khác biệt. Cái con này thì cái lắp nó, cái máy nó đẹp nên là cái lắp nó cũng liền lạc hơn nữa nè. Còn bên đây thì nó hơi chày hơn đó. Trắng cỏ đều là hai mới ha. Cái con này thì nó còn được cái tâm đen đây. Con này thì nó xài cái chén kim loại ha. Rồi, như vậy là em qua là cái con số 6, kế tiếp là con số 7. Số 7 với số 8 luôn ha. Hai cái con này là nó trung hiệu nha anh em. Hai cái con số 7 với số 8 này là trung hiệu. Cái anh số 8 này anh bị mất cái tem rồi, là lụm được cái tem 261 dán luôn chứ nó không phải là Mitsubishi tên là 261 nha anh em. Nó là cái hiệu này nè, nó là cái hiệu Marunaka của Nhật nha anh em, sản xuất tại Nhật nha anh em. Ha, hai con này là cái hiệu của nó là giống nhau nha. Cái con này là chụp giật dây hiệu, con này cũng là chụp giật dây hiệu ha. Hai con này đều là cùng cái công suất là khoảng 26cc đó anh em.
ở đâu rồi, à bên đây nè, nè 26cc nè anh em thấy không đó. Con bên này thì nó mất, con này thì lắp ra, con này thì lắp ra liền, con này là lắp rồi. Hai con này bằng giá 2,2 triệu, anh em muốn lấy con nào thì lấy nha. Em phân tích công suất của nó thì nó bằng nhau, nó cùng là cái chập giật dây hiệu hết luôn, nhưng mà một con là lắp liền, một con là lắp rời đó, một con là ga bóp, một con là ga giữ. Anh chàng này là ga bóp ha, ảnh xài ga bóp, anh chàng này là xài ga giữ ha đó. Nếu so về độ đẹp ở mặt trước này á, nếu so về độ đẹp ở mặt trước này thì em đánh giá em cho một điểm cho cái con số 7 này, một điểm cho con số 7 ở cái độ là độ đẹp hơn. Đẹp hơn ở chỗ là nó phối màu rất là đẹp, cái màu hồng hồng với là màu trắng này, với lại cộng thêm cái tem này nữa, nhìn một cái tổng thể nó nhìn nó rất là đẹp. Với lại cái bình xăng nó trắng nữa nè anh em thấy không, cái bình xăng nó trắng nữa nè. Nếu đánh giá mặt trước này thì em thấy cái con này cộng một điểm cho nó. Còn nếu mà đánh giá cái con này ở mặt trước á, thì nó được cái đầu tiên mình thấy vô là nó được cái lắp rời. Anh em nên biết là cái lắp rời là lúc nào cái giá nó cũng cao hơn hàng lắp liền ha, tại vì cái tính đa năng của nó, có thể tháo ra mình làm việc này việc kia được đó. Cái thứ hai nữa, cái kích thước, cái bề rộng bề bản của nó to hơn, nó to hơn thì nó sẽ nặng hơn đâu đó vài trăm gram gì đó, nhưng mà khi mà nó thiết kế nó to hơn thì nó sẽ tản nhiệt tốt hơn đó. Thì em phân tích như vậy, anh em muốn lấy cái con nào thì anh em cứ lấy ha, giá nó bằng nhau mà ha, thì nó sẽ có bù qua đắp lại hết. Còn nếu mà về cái phần bình xăng đó, thì cái bình xăng con này nó trắng hơn, bình xăng con này nó hơi vàng hơn đó. Đó là em đánh giá khách quan. Ở dưới này thì nó xài cái cục cao su ở dưới bình xăng luôn, còn cái này nó xài nguyên cái đế đó, nó nguyên cái đế nhựa để bảo vệ bình xăng đó. Đây là cái lốc của nó, cái lốc thì cái con này nó lại có phần nó sáng hơn con này chút xíu. Đây, con này nó cũng sáng nhưng mà nó không bằng ha. À, hai con này là cái chụp giật dây hiệu, chụp giật dây hiệu á thì được cái á là anh em chỉ cần mà tắt máy, anh em đang cắt cỏ mà có bồ gọi hay gì đó mà nó tắt máy, mình phải nghe điện thoại xong rồi mình giật lại, mình giật lại đó, thì không cần phải để xuống dưới đất lại, không cần cái cỏi ra để xuống dưới đất để giật, mà mình chỉ cần lòn cái tay mình ra sau, mình kéo dây lên là nó đề máy lên ha. Thì đó là cái ưu điểm của cái chụp giật dây hiệu. Rồi ngoài ra thì cái con số 7 này đó, ở cái phần cái con số 8 này thì ghi đông nó là hai mới ha, còn con số 7 này đó thì cái ghi đông nó là ghi đông zin đó. Rồi về cái phần chắn cỏ đó thì cái con số 7 này nó lại cộng thêm một điểm nữa là cái chắn cỏ là em chưa gặp một cái máy cắt cỏ nào mà cái máy cắt cỏ nào mà cái chắn cỏ nó lại còn cái tem luôn nè, cực kỳ hiếm. Do đó là cái con này cộng thêm một điểm nữa về cái độ đẹp của nó ha, rất là đẹp đấy, rất là đẹp nha nè. À, em xin lỗi đính chính lại cho anh em nha, con này là Singu nha anh em. Cái máy cắt cỏ hai cái hiệu này là Singu nha anh em, chứ không phải là Marunaka. Tại vì trên cái này nó ghi tiếng Nhật, không biết tiếng Nhật nó ghi gì. À, cái láp này thể hiện ra nè, nó là Singu nha anh em. Đính chính lại hai con này là Singu nha anh em, Singu của Nhật ha. Rồi xin lỗi anh em ha. Rồi hai con này là cùng hiệu cùng hãng với nhau là Singu của Nhật, ở đây có ghi nè. Vậy mà nãy giờ anh tưởng Marunaka, tại vì cái Marunaka có mấy lô trước nó cũng về cái Formigan vậy nè. Rồi nó quay lại cái chắn cỏ thì em bán cũng mười mấy năm nay, mới lần đầu mới gặp một cái máy cắt cỏ mà cái chắn cỏ nó lại còn được cái tem như vậy, thì nó rất là xịn sò ha. Rồi anh em nào thích xịn sò giống em thì lấy cái con số 7, còn anh em nào mà thích lắp rời ga bóp thì lấy số 8. Hai con này nó bằng giá, muốn chơi con nào chơi. Em phân tích tổng quan khách quan như vậy rồi, anh em cứ chốt thôi, chứ nhiều anh em bấm điện thoại gọi hỏi em á, bây giờ nên lấy con số 7 với số 8, giờ nên lấy con nào, hoặc là cái con nào nổ ngon. Thì em nói với anh em á, cái máy, cái phần máy mà nổ ngon á thì cái việc đó để em lo. Cái máy mà khi em test lên cho anh em mà em thấy nó bất thường hoặc nó có gì không ngon, em sẽ chủ động gọi cho anh em, kêu anh em đổi cái máy khác, hoặc là bên em cũng không giao, hoặc là hoàn cọc lại cho anh em luôn, chứ bên em không giao một cái máy mà nó chạy nó bất ổn ha. Đấy, rồi do đó là anh em cứ yên tâm, anh em cứ lựa cái phần mà hình thức đi. Còn cái phần máy, con số 7 với số 8 bên em đều test là đều đổ ngon hết, chứ không phải là vì em muốn bán cho anh em mà em nói là con số 7, anh lấy con số 7 đi, con số 7 nó nổ ngon hơn, mà mình nói là cái con số 8 nó tệ hơn là không đúng ha. Đấy, tất cả máy bên em là đều đã test nó ok hết, còn con nào không ok em dục ra nha. Đó. Rồi, kế tiếp là cái hai cái con 4 thì, hai cái con này là Robin. Hai con này á trên nhau 50.000 anh em ha, một con 2,5 triệu, một con 2,5 triệu. Đó, một con thì đỏ nhạt, một con thì đỏ đậm. Cái con bên này mới nhìn vô cái hơi mắc cảm tình một chút xíu là nó bị mắc cái tem ở đây, nó hơi đáng tiếc ha.
Còn con bên đây nhìn vô cái là cái nó có điểm cộng cho cái tem của nó. Cái tem nó đẹp nữa, cái tem nó vàng, nó phối màu, tem nó nhìn rất là đẹp. Đó, thì đầu tiên nhìn vô thì cái con số 10 này nó ăn điểm hơn ở phần cái tem. Con này thì bị mất điểm hơn ở phần cái này. Nhưng mà nếu mà nhìn phân nhìn lên cái dàn áo ở đây á thì em lại có một cái điểm cộng cho cái con bên đây. Mặc dù là cái màu nó tái hơn nhưng mà cái nhìn cái màu sắc của nó nhu hơn. Con này thì nó quá nổi, quá chói ló ha. Rồi cái thứ hai nữa là cái bình xăng con này nhìn nó cũng có vẻ là nó trắng hơn so với cái con này. Đó, đó là em phân tích một cái khách là khách quan luôn cho anh em. Còn cái chế hòa khí thì con bên đây thì nó có vẻ nó trắng hơn con bên đây chút xíu. Nhưng mà hai chế này 1910 thôi chứ không có trên nhau nhiều ha. Đó. Rồi, bắt đầu mình quay tới phần mặt. Phần mặt đầu tiên mình nhìn vô thì cái con số 9 này nó sẽ đài cái đệm tay cầm của nó là bằng cao su ha, đệm tay cầm của nó bằng cao su. Còn ở đây là xài đệm tay cầm nó bằng da. Thì theo quan điểm của em á, thì cái da này nó sẽ cao cấp hơn cái hàng này. Đó. Còn khi mà đưa vô cắt mà cảm giác chạy á thì cái hàng này á nó lại giảm sốc, nó lại êm, nó lại nó biết cách nó chiều cái eo của mình hơn là so với hàng da này. Tại vì hàng da này á thì nó được cái nó cao cấp nhưng mà cái độ mút của nó không nhiều bằng này. Hàng này nó là giống như là niệm cao su vậy đó ha. Hàng này thì giống như cái anh em nằm trên niệm cao su thì không hàng nào mà hơn được niệm cao su. Không ai mà nằm trên niệm da mà khen êm hơn niệm cao su hết. Cái hàng này trượt cục cao su này nó lại êm hơn. Còn nếu mà anh em hết cao cấp thì đây là da, đây là một cái chất liệu da Nhật ha, da của Nhật luôn anh em, da xịn đó nha, mà nó còn rất là đẹp nha, nó chưa có hề rách gì hết. Cái này không phải là rách ha, cái này là nó khoét ra lỗ nó mai lại nè anh em không, để mình móc dây đeo chứ không mai lại rồi sao móc được. À, giống như ở đây mà cái lõm này nó phải làm cái lỗ khuyết đó đó. Do đó nếu mà đánh giá cái phần đệm này đó thì em đã có nói rồi, nếu mà anh em hết cái vẻ tổng quan á, thì cái da này nó sẽ cao cấp hơn này. Nhưng mà khi mà mình đưa vô cắt cỏ thì hàng này nó lại ôm cái eo mình lại ngon hơn ha. Đó, đó là về cái đệm tay cầm. Còn về cái phần mặt này đó thì cái hàng ở này hồi nãy là em khen này đúng không, cái phần đỏ này nè, cái phần áo này nè, hồi nãy là ở mặt sau đó là em khen này. Nhưng mà khi mà quay ra mặt trước đó thì em lại khoái này hơn, tại này nhìn nó đẹp hơn, nó bóng bẩy hơn nữa nè. Đó, Ruby Wonder anh em thấy không, cái màu sắc của nó bóng loáng với lại là cái tem của nó lại nổi bật hơn hàng này. Mặc dù hai hàng á là nó gần như là nó giống nhau nhưng mà cái tem của thằng này nó không bằng bên đây, với màu sắc của thằng này nhìn nó hơi nhạt hơn. Còn nếu mà mình nhìn cái mặt ơn trước mình nhìn lại đó thì có con này nó lại nhìn nó nhu mì hơn ha. Rồi, và bên cạnh đó là cái ốc tăng đưa ga nè, con này nó cũng sáng nè ha, con này thì nó hơi vàng ha. Rồi, đặc biệt của hai có con này là em nói luôn là đặc biệt của hai con này là khi mà mua về á thì nó bị mắc cái này, nó mắc cái nắp ốp này, do đó cái miếng mà ton này đó là bên em chế vô để cho nhìn nó lịch sự cho anh em. Thì cái miếng zin của nó cũng y gan gì nè, nó cũng là cái bát y gan gì nè, nhưng mà nó bằng nhựa, nhưng mà nó bị mất rồi nên là mình có cắt một cái miếng ton mình chế vô cả hai miếng luôn, hai máy luôn. Còn một số anh em về anh em xài, khi mà anh em xài quen rồi anh em bỏ gan gì luôn cho em thì nó còn tốt nữa anh em biết sao không, tại vì ngay cái chỗ này là cái chỗ cái quạt gió của cái mâm lửa, nếu mà anh em chịu bỏ gan gì á cho nó ở chuồng gì đâu chạy nó mát cái máy chứ không gì chứ nha. Nó nhìn chứ nó hơi kỳ xấu tự nhiên lõm lỗ giống như thằng hói đầu hơi, chứ thực ra nó mình để bỏ cái miếng này ra luôn chạy nó lại mát cái máy rất là nhiều luôn. Còn muốn lịch sự đẹp trai thì gắn này vô ha. Rồi đó là cái này, cái nào chế thì em nói chế ha. Đó rồi, còn cái phần mà cái này thì cái con số 10 này nó đẹp hơn con bên đây, con bên đây thì nó săn sùi hơn, con bên đây nhìn nó đẹp bóng hơn ha. Rồi hai con này đều là xài cái đệm này, nó có cái chân ha, nó kê cái bình xăng lên nó bảo vệ bình xăng của mình ha. Đấy. Rồi đây là ốc, đây là công tắc nó nằm ở đây. À, con này thì công tắc nó nằm ở đây ha. Lại một điểm cộng cho cái anh số 10 này nữa, cái anh số 10 này còn giữ được cái công tắc zin của ảnh ở đây. Còn cái anh số 10 số 9 này cái công tắc ở đây nó ảnh bị hư rồi nên là phải dời cái công tắc xuống đây. À, lại một điểm cộng cho anh số 10 này nữa ha. Thì có cái anh này thì nói chung là cái giá anh cao hơn thì nó cũng một điểm đó là con nè, cái tem của cái lát của cái anh số 10 này lại là đẹp hơn nữa nè. Rồi trắng cỏ zin luôn. Đó, trắng cỏ zin luôn. Còn cái anh số 9 này á thì trắng cỏ hay mới mà cái lát của ảnh nè không còn đọc được chữ gì luôn. Đó. Còn bên đây này đẹp. Nói chung là cái con số 10 là một cái con nó hiên về độ đẹp, còn cái con số 9 là nó hiên về cái độ thực dụng. Thực dụng đầu tiên đó là ngay cái điểm cái eo của mình á, nó thực dụng là nó bo cái eo của mình nó êm cái chỗ đó rồi đó ha. Rồi.
Rồi cái con số 10 này thì khi quá trình vận chuyển về chắc lên xe nó bị rạn ở đây. Thì bên em đang kiếm một cái miếng ốp zin khác em gắn vô đây nữa, em sẽ hai cho anh em cái này ha. Nè, ở đây nè, nó có vết rạn rồi. Hiện tại thì nó vẫn cứng khừ à. Nhưng mà để bên em kiếm một cái ghi đông cái cùm khác. Em hai vô đây cho anh em trước khi em gửi ha. Rồi, hai con thì em có báo giá rồi, cũng có phân tích rất là kỹ lưỡng rồi, anh em coi ưng con nào thì lấy thôi ha. Rồi cho anh xí cho uống nước cái đã. Rồi kế tiếp là có con số 11 ha. 11, 12, 13, 14. Rồi như vậy là bốn con này là Mitsubishi. Rồi thì trong bốn con này có cái con số 11 là cái con này là giá hời ha. Rồi xin lỗi nè. Con 11 này là cái con giá hời. Cả bốn con này đều là nòng 34 ly ha. Có một số con là nó cả bốn con này đều là nòng 34 ly 26cc. Có một số con nó tụt bô lên là 27cc. Ví dụ như cái con số 14 này nè, nó tụt bô lên, cái máy nó tụt bô lên thì từ 26 nó cũng là nòng 34 nhưng mà nó tụt bô lên là tính ra thì nó ra 27cc. Thì coi như là mình đánh đồng hết là 26cc đi. Thì trong cái con bốn con này thì có cái con 11 này là TU26. Thì cái con này á, giá bình thường của nó là cũng khoảng 2,5 triệu. Cái hàng TB nó sẽ mắc hơn hàng TU hoặc là TL. TB là cái dòng cao cấp nhất và đời mới nhất của Mitsubishi ha. Còn cái hàng TU á thì giá nó sẽ rẻ hơn TL. Đó, rồi cái hàng TU26 thì thường á là giá của nó là khoảng từ 2,5 triệu, 2,4 triệu, 2,6 triệu tùy vô cái đời máy. Tùy vô từng đợt máy về máy đẹp máy xấu gì đó ha, nó đủ kiểu. Nhưng mà trong cái lô này thì cái con này nó chỉ có 1,950 triệu. Thì tại sao lại như vậy thì em sẽ phân tích cho anh em xem ha. Đầu tiên nó là lắp rời ha. Trong bốn con này thì chỉ có cái anh số 11 này là lắp rời mà lại là rẻ. Mà em có nói với anh em rất là nhiều lần rồi, lắp rời là nó luôn mắc tiền hơn cái hàng lắp liền. Nhưng mà trong cái lô này thì nó hơi khác biệt chút xíu. Đầu tiên là model của nó là TU nè ha. Rồi tem nó là tem cái áo gió của nó là áo Lema nè. Đó. Rồi chụp buji của nó cũng không có gì khác biệt so với ba hàng còn lại. Đó. Phần nhựa, phần lốc này nó cũng không có gì khác biệt. Phần bình xăng này cũng không có gì khác biệt ha. Rồi phần lắp cũng không có gì khác biệt luôn. Thậm chí là cái lắp của nó là cái lắp đó là cái chắn cỏ là chắn cỏ zin luôn. Còn ba anh chàng còn lại là chắn cỏ hai mới. Thì tại sao nó rẻ như vậy? Nó rẻ cái là nó bắt ổn ở chỗ là cái lốc của nó không có mấy trình cho bằng. Thì thường á, cái hàng TU26 này á thì cái lốc của nó phải dập chữ Mitsubishi hoặc là Made in Japan, hoặc là trên chụp vật của nó là phải có Made in Japan thì nó mới chính hãng của nó là Mitsubishi. Còn hàng này hiện tại là bên em chưa xác định được là nó là chính hãng của Mitsubishi hay không. Nhưng mà nếu mà mình chỉ đánh vô cái phần này không mà mình không nhìn cái máy còn khác á thì mình có thể xác định của nó là không phải Mitsubishi, nhưng mà nó chỉ thiếu cái phần lốc của này thôi. Còn ngoài ra cái phần tem nè, cái phần lốc viền ở này nè, cái phần áo gió nè, cái phần IC buji đồ này kia nè, không có tính cái bình xăng con ha. Bình xăng con này bình xăng con hai mới rồi. Thì nó tổng quan của nó là của hàng TU 26 Mitsubishi, ngoại trừ là cái lốc của nó không có dập. Do đó là bên em mua, em cũng có đặt vấn đề khi mà đặt mua cái máy này đó, nó không có lốc nó dập ở đây. Thì em có đặt cái vấn đề thì người ta cũng khẳng định là cái máy này là hàng bãi của bên Nhật về. Nhưng mà tại sao nó không có cái lốc này thì nó mắc cái giá này. Thì nói chung tóm lại là một điều là cái con này nó bị khuyết điểm ở chỗ là nó không có cái lốc ngay chỗ này. Nó không xác định được là có chính hãng của Mitsubishi hay không. Nhưng mà nếu mà chỉ đánh trừ cái điểm này ra, đánh mấy cái phần còn lại thì bên em khẳng định với anh em, ngoại trừ cái lốc này ra còn mấy phần còn lại là của hàng Mitsubishi chính luôn. Thứ nhất là về cái phần dàn áo, thứ hai là cái chụp vật, thứ ba nữa là cái nòng, thứ tư nữa là cái phần tem, cái phần ốp nhựa ở đây nè, ốp nhôm ở đây nè. Rồi do đó nếu mà anh em nào tóm lại một điều là em mua được cái con này là giá nó hời, nhưng mà nếu mà anh em không quan ngại cái phần lốc này thì anh em có thể lấy cái con này với mức giá cực kỳ rẻ luôn, 1,950 so với khoảng 2,5 triệu tới 2,6 triệu nếu mà thằng TU26 có dập lốc ha. Rồi nói tóm lại là vậy. Với hai thứ hai nữa là mình được hời một cái nữa là mình được bốn cái con ốc này là bốn cái con ốc là lắp rồi ha. Rồi kế tiếp là cái con số 12 nè. Anh em thấy sự khác biệt là con số 12 này cũng là TB của Mitsubishi nhưng mà nó là 2,7 triệu. Thì đây là cái lốc nó
cái lốc của nó sẽ có mấy cái giòn đây đó, nó khác vậy đó đó. Còn bên đây, còn bên đây cũng có ha, còn bên đây lốc còn đẹp hơn nữa. Còn bên đây cũng có luôn. Nói chung ba con này có nha anh em, anh em về cứ kiểm tra. À cái con 14 này lại là lắp rời nha anh em. Con 14 này lắp rời, xin lỗi anh em ha. Rồi cái con 12, 13, 14, 12 và 13 này nó sẽ bằng giá nhau là 2,7 triệu. Thì hai cái con này thì nó là TB, tem nó là tem file ha. Nè nó không có dập ở trên lốc thì nó cũng phải có mét in ra băng ở đây, mà cái con kia thì nó lại không có nó, nên là em đàm phán giá rẻ thôi. Thấy máy nổ lên nó cũng ngon, cũng chắc thôi mua luôn cho anh em. Anh em nào không quan ngại cái vấn đề lốc thì anh em cứ lấy. Còn anh em nào mà muốn ăn chắc mặt bền ha, ăn chắc mặt bền, muốn là cái tem phải có mét in ra băng, cái lốc phải, tôi là phải mét in ra băng, phải chính hãng chắc chắn một điều vậy luôn, thì cứ lấy ngay 12, 13, 14 này cho em ha. Thì hai cái con này là TB, Mitsubishi TB 26 ha. Đó là ga giữ, đó cái công tắc ở trên ghi đồng đó. Đây. Hai con này là 2,7 triệu nha nè. Hai con này cái thằng TB này so với TL hoặc là TU á thì nó sẽ nhẹ. Nó nhẹ tương đương với Maru nha nè. Mà nó là nòng 34 ly ha, 26cc. Đó, mấy con này hiện nay ở Nguyễn Kim á, siêu thị điện máy Nguyễn Kim là vẫn còn đang bán cái con Mitsubishi TB 26. Nhưng mà cái con đó là sản xuất tại Trung Quốc nha anh em. Cái con TB 26 đời đó là nó sản xuất tại Trung Quốc, và giá ở ngay Nguyễn Kim em có tham khảo đó là nó khoảng 8,5 triệu cho một cái máy mới nha anh em. 8,5 triệu mà sản xuất tại Trung Quốc, trong khi anh em bỏ ra một cái máy cũng đẹp y chang vậy, có thể nói là nó chỉ còn thiếu cái hùng thôi đó. Thì giá nó chỉ có là 2,7 triệu thôi mà sản xuất tại Nhật nha ha. Thì nói vậy cho anh em, còn anh em nào không tin thì cứ đi vô Nguyễn Kim coi, Nguyễn Kim nó có trưng bày á ha. Đấy. Rồi, kế tiếp là cái con 14 này đó, nó cũng là Mitsubishi BCTB 26 nhưng mà nó là turbo. Nó turbo lên 27 luôn. Đó. Nó turbo lên 27 luôn, nó 2610 nè anh em thấy không? Nó turbo lên 27cc luôn, nó lại là lắp rời với lại nó là ga bóp xịn sò luôn. Thì nó ăn tiền ở chỗ là nó turbo, cái máy nó có 3 điểm. Nó 3 điểm nó hơn 150.000 ha. Tức là mỗi điểm nó thêm 50.000. Thứ nhất là cái lắp rời, thứ hai là turbo lên 27cc, thứ ba nữa là cái ga nó là ga bóp. Nếu mà đi tới mức mà mình phải mua cái thằng Mitsubishi mà mua TB này á, thì đầu tiên đó là em hốt liền cái con 14 này chứ không nói nhiều. Tại vì có 150 nhầm nhò gì, ăn nhậu mấy bữa cũng hết à. Đó. Mà cái ghi đông của nó nữa nè, anh em thấy không, ghi đông nó rất là đẹp. Ghi đông của nó dạng uống rất là đẹp. Còn cái này nó chỉ bo tròn hình chữ U thôi. Đó. Còn anh em nào mà mua mà lỡ duyên ha, không kịp với cái con 14 này, anh em lấy 13, 12 cũng được. Còn nếu mà anh em mà chả cần quan trọng cái phần giá, tôi nói à cái nào mà công suất nó lớn mà máy Mitsubishi mà máy rẻ, tôi lấy ngay cái con 11 này chứ không nói nhiều luôn, khỏi lăn tăn ha. Đó, rồi em phân tích là em phân tích rất là khách quan cho anh em luôn. Đó, giống như là tư vấn cho anh em gì đó, nhưng mà tư vấn một đợt cho anh em 63 tinh thần coi luôn chứ không phải mà anh em nào lại mới tư vấn lần nửa tiếng 45 phút cho anh từng anh em chắc em chết quá ha. Rồi. Cuối cùng á là hai cái con này đó là hai cái con 4 thì, như vậy là trong cái lô này nó sẽ có hai cái con là có sẽ có 4 con ha, 4 con là 4 thì có cái con số 9 số 10 này nè. À, là GX25 nè, tương đương với GX25. Còn hai cái con này là tương đương với Honda GX35. Nó là GX31 nha. Thì so với GX35 á thì nó thua công suất hơn một chút xíu, nhưng mà bù lại thì nó chạy nó đầm hơn và nó chạy nó tản nhiệt nó tốt hơn so với thằng GX35. Và đặc biệt là nó sản xuất tại Nhật. Còn mấy cái thằng GX35 bây giờ chủ yếu là sản xuất là xịn sò nhất, cũng mới sản xuất tại Thái rồi ha. Rồi cái con số 15 này á, thì bình xăng nó hơi mới nên nó trắng anh em ha. Còn cái bình xăng số 16 này thì bình xăng zin. Hai con này cái tem nó hoàn toàn giống nhau. Nó là về cái màn phần cái mặt chụp giật. Rồi bây giờ mình quay tới cái phần mặt trước. Phần mặt trước thì cái con 15 này nó sẽ được cái đầu tiên là nó là lắp rời. Thì cái phần lắp rời thì nãy giờ anh cũng đó nói nhiều rồi, anh em cứ coi lại ha. Con 16 này thì lại là lắp liền đó. Thì như vậy về phần lắp á, thì có con 15 này cộng 1 điểm cho nó. Còn cái con 16 này á, về phần lắp thì nó không bằng, nhưng mà nếu mà so về cái phần áo này đó thì cộng 1 điểm cho con 16. Đầu tiên là cái phần tem này, phần tem Honda này cộng 1 điểm cho con 16. Phần con 15 này trừ 1 điểm là mấy cái phần lược ở đây nó hơi bị chóc chóc lên, nó chưa gãy, nó hơi gãy một vài mắt thôi và nó bị chóc lên thôi, nó chóc lên đây. Còn bên đây thì nó liền lạc hơn. Như vậy nếu mà về cái phần vàng áo nhựa đó thì cộng 1 điểm cho con 16. Còn nếu mà phần lắp thì cộng 1 điểm cho con 15 ha. Đây.
về phần công tắc, về phòng công tắc thì lại cộng một điểm cho cái anh 15 này, công tắc rất là xịn sò. Còn cái anh 16 này công tắc dạ ấn vô bình thường thôi ha. Rồi à, cái con 16 này nó có cái điểm, có cái chân, cái chân cho bình xăng. Con bên đây thì nó không có ha. Rồi cái con 16 thì nó sử dụng cái ni lông zin, đều là sử dụng ni lông zin, nhưng mà ni lông của cái con 16 này nó đẹp hơn. Con 15 này nó có phần nó hơi tan ha, nó hơi ra tan chút xíu. Rồi về phần lát, phần lát đây là con 15 thì lát nó còn chữ. À, trắng cỏ nó là trắng cỏ zin màu cam. Con 16 này thì trắng cỏ cũng là trắng cỏ zin nhưng mà màu đỏ. À, nhưng mà cái lát của nó là xịn sò. Nói chung là con 16 thì em ưng hơn, đẹp hơn về mẫu mà ha, so với con 15. Con 15 thì nó được về cái tiện ích. Tiện ích đầu tiên đó là lắp rời. Anh em nào muốn kiếm lắp rời anh em lấy con 15 cho em ha. Còn nếu mà anh em mà muốn đẹp, khoái cái đẹp giống em đó thì lấy cái con 16. Con 16 này nó đẹp về cái phần đầu máy và cái phần lắp luôn nha nè. Đây, lắp nó rất là đẹp, có chữ Honda luôn. Còn cái lắp này bên cái anh chàng này ánh mắt hết trơn rồi, anh ghi cái gì đâu không à. Hả? Thì ở đây là nó có hai con vậy. Thì một cái con, hai con này đều bằng giá nhau. Do là một con lắp liền, một con lắp rời, nó bù qua đắp lại. Mỗi cái nó có cái ưu nhược điểm, nó bù qua đắp lại. Thì nó bằng giá, anh em muốn chốt con nào thì chốt. Nhưng mà đảm bảo với anh em là mấy con này chạy nó rất là đầm máy ha. Tại vì cái kích thước của nó làm cái bề đẳng rất là to. Khi mà mình đưa vô chạy rất là đầm máy. Rồi như vậy trong cái lô này nó sẽ có 4 con, 4 thì cho anh em lựa. 15, 16 và số 9, số 10. Ngoài ra còn lại là 2 thì hết. Rồi anh em nào có nhu cầu đặt mua thì vui lòng liên hệ theo cái bảng thông hàng này bên em. Rồi đặt cọc rồi tiến hành bên em chốt máy. Ngày mai bên em sẽ test máy gửi cho anh em xem. Trong cái lô này thì tại vì nó quá nhiều máy với lại đang làm máy cưa quá đuối nên là không có nổ máy hết được cho anh em. Không nổ máy nào nổi luôn. Nói nãy giờ cũng rất là đuối luôn rồi ha. Do đó là anh em thông cảm. Nhưng mà đảm bảo với anh em là tất cả máy bên em đều bán ra đều đã test nổ và bắt buộc test cho anh em coi. Nghe tiếng máy trước khi bên em gỗ gửi ha. Rồi cảm ơn anh em nào chưa bấm đăng ký kênh nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho em ha. Rồi để cập nhật những mẫu máy về heo nhà hãng cũng như là để ủng hộ Hương chơi thôi ha. Rồi cảm ơn, chào anh em, hẹn anh em ở những video tiếp theo.